Hello, xin chào các bạn. Video này mình tiếp tục giới thiệu sản phẩm săn điên 1000 trên Lazada. Và đây là cái đồng hồ giá 10.000 mình săn được, cả phí ship 10.000 nữa, tổng cộng là 20.000. Đây là hộp sản phẩm. Hầu hết các sản phẩm đồng hồ các bạn nhìn thấy trên video là mình mua trên Lazada. Và đây là 4 cái đồng hồ mình săn được giá 1 đồng trên Lazada từ năm trước, 1 đồng nhá. Hai cái đồng hồ Manny thì giá chính xác của nó là khoảng 100.000, và hai cái đồng hồ Casio thì giá khoảng gần 200, hàng chính hãng. Sau 1 năm vẫn chạy tốt. Pin của đồng hồ Casio này là 10 năm không hết cơ. Ok, và bây giờ mình sẽ mở hộp sản phẩm này ra cho các bạn xem. Đây, tên sản phẩm đồng hồ 5 giây da MTT, MTT ấy, Ice Sky thì chắc là sẽ thích đồng hồ này. Wow, có cả hộp luôn, đồ hoành tráng, hộp và tem Lazada luôn. Thì cái giá gốc chính xác của đồng hồ này là khoảng 800.000 nhá. Bạn nào muốn mua thì mình để link dưới video này luôn. Hộp đẹp đấy. Vâng, chào mừng em đã đến với cái team đồng hồ của Katim. Đây, đồng hồ 5 giây da MTT. Vâng, hộp khá là sang chảnh luôn. Giờ mình sẽ mở hộp nhá. Chúng ta sẽ kiểm tra xem cái đồng hồ giá 10.000 như thế nào. Có cả đệm luôn, chống sốc. Đó. Và đây, đồng hồ. Và thẻ bảo hành chính hãng của Casio. Cái điều kiện bảo hành. Theo quảng cáo thì cái đồng hồ này có khả năng chống va đập trầy xước. Độ chính xác của nó là khoảng 20 giây trên tháng. Ok, chúng ta sẽ bỏ cái hộp qua bên. Và vỏ và dây làm từ da cao cấp bền bỉ với thời gian. Giờ mình sẽ kiểm chứng xem như thế nào. Đây là cái hóa đơn thôi. Đấy, giá 10.000. Số lượng săn cái sản phẩm này chỉ có 2 chiếc thôi. Và mình là một trong hai người may mắn săn được cái đồng hồ này với giá 10.000. Đấy, ai xem livestream của mình thì cũng biết, quá là vui luôn. Rồi, giờ chúng ta sẽ kiểm tra chất lượng của đồng hồ này. Mắc sang chảnh rồi. Nơi sản xuất. Rồi, tem Casio Japan. Bóc luôn. Bóc hết tem. Ê, đằng sau có cái tem vàng đây, chính hãng. Các sản phẩm Casio chính hãng thì sẽ có cái tem vàng này nhá. Mắc đẹp. Rồi, mình sẽ cắt cái tác này ra. Vâng, trông rất đẹp và sang chảnh. Đấy, chỉnh kim thì chúng ta gạt cái lẫy này lên thôi và xoay thôi. Đồng hồ này thì không có ngày tháng. Đây là cái dây đeo thì dây này là dây chính hãng đây. Cũng khá là mềm, có cả cái dòng chữ in chìm ở mặt dưới của dây luôn. Chắc là về lâu dài thì cái dây này sẽ mềm hơn hiện tại. Và sờ cái dây rất là êm. Giờ mình sẽ đeo thử cho các bạn xem. Thông số kỹ thuật của cái đồng hồ này thì nó là bằng da chính hãng, kính khoáng sản, chống nước, tuổi thọ của pin là 3 năm. Kích thước chính xác của đồng hồ là 44 x 34 x 7,2mm. Trọng lượng của nó là 35g. Đấy, nếu các bạn mua đồng hồ chính hãng Casio thì sẽ có một hộp này, một thẻ bảo hành, một tem vàng và một vài cái tag gắn trên đồng hồ. Đó. Đeo lên thì không nhìn mặt cũng rất là đẹp trai rồi. Chém gió chút thôi. Trông khá sang chảnh ấy chứ. Được của nó đấy anh em. Đẹp đấy. Giá gốc 800.000 cơ mà. Và hôm trước livestream còn săn hụt một cái đồng hồ cũng giá 10.000, đồng hồ điện tử cơ. Đây là đồng hồ kim. Đồng hồ kim lại đắt hơn cái đồng hồ đấy. Đăng ký kênh. Ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, như vậy là video này mình đã giới thiệu cái sản phẩm săn điên 1.000 trên Lazada. Đồng hồ giá 10.000.
khi nào có sự kiện mới vào hot thì mình sẽ livestream hoặc là update video ngay cho anh em cùng xem. Các bạn cảm thấy video có ích, like, share, subscribe đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất của mình. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình đi sản phẩm nào comment bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Vâng, một lần nữa chào mừng em nó đã về với đội của mình.